Xin chào anh chị, hiện tại thì em Đạt đang đứng ở khu vực nội khu của phân khu đầu Origami và đây là nội khu của khu vực cụm F10. Chúng ta cùng theo em đi tham quan một xíu cái nội khu chỗ sân chơi trẻ em nhé. Thì anh chị nhìn thấy bên này là cụm F10-01, F10-02 và F10-07 là ba tòa. Thì dưới sẽ có một cái sân chơi cho các em chơi. Và bên đây chúng ta có một cái nhà mát này để ngồi nghỉ này, rất là êm đó, một cái nhà mát ở đây. Và kế bên nhà mát này thì chúng ta cũng sẽ có một cái sân chơi cho các em nhỏ luôn. Đây anh chị có nhìn thấy không ạ? Đó, rất là nhiều trò chơi cái hình cho các bạn trẻ. Và bên kia thì có trò chơi cầu trượt đó, cầu trượt xuống rất là ok. Và các chỗ tập thể thao cũng dành cho quý cư dân ở nội khu đó, nên là rất là ok ạ. Rồi vậy thì em quay một xíu qua bên này cho anh chị có thể tham quan về cái vườn trò chơi cho các em trẻ. Tâm nhà ngồi nghỉ mát của cái vườn Nhật đó. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi ra đây để tham quan cái hồ bơi cũng như là cái vườn Nhật của nội khu F10. Và phía bên cạnh ngay sau lưng em đây thì chính là hồ bơi của cụm F10. Chúng ta cùng đi sát đến để tham quan nhé. Hồ bơi rất là đẹp và nhìn là nước trong xanh là muốn tắm luôn em, đúng không anh chị? Wow, quá đã. Cái này trời đang nắng nóng nè, nhảy xuống tắm bơi một vòng là mát rượi luôn. Đây hồ bơi của F10 rất đẹp. Và đi liền kề với hồ bơi thì chúng ta đi qua bên này sẽ cũng là khu vực trò nghỉ mát của cái vườn Nhật. Đây là trò nghỉ mát đầu tiên ở vườn Nhật. Ở bên cụm F10 này sẽ có hai trò nghỉ mát và chúng ta cùng đi vô trò nghỉ mát này chúng ta ngồi chơi nhé. Wow, thật là mát với những cái đèn lồng được treo xung quanh nè. Rồi cái chòi rộng rãi như thế này thì quý cư dân có thể ngồi đây để nghỉ một nơi, ngắm những cái cây tùng cũng như là ngắm những cái đàn cá ở dưới hồ. Đây thì hiện tại là khu vực vườn Nhật bên F10 này mới bàn giao lên cá cũng chưa được thả nhiều. Thì trong tương lai thì ngay khu vực hồ này sẽ có rất là nhiều cá. Chúng ta có thể ngồi đây để ngắm cá cũng như là ngắm một cái cầu đá bắc ngang qua. Và một cái cổng torii màu đỏ kia rất là đẹp đúng không ạ? Ở khu vực vườn Nhật của cụm F10. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục đi qua đây để ngắm những cây tùng được trồng ven cái hồ vườn Nhật nè. Những cây tùng rất là đẹp đúng không ạ? Kế bên vườn Nhật thì chúng ta như nãy em Đạt đã nói thì chúng ta có một cái hồ bơi sát bên vườn Nhật rất là xịn sò. Anh chị có thể nhìn lại cái hồ bơi nằm cạnh bên vườn Nhật. Đó, khi mà chúng ta đi dạo bộ hoặc là chúng ta tắm hồ bơi thì chúng ta có một cái vườn Nhật nằm kế bên đầu của nội khu. Đây, đi một xíu nữa chúng ta sẽ đi lên khu vực cầu đá. Wow, đây một cái cầu đá. Đi thẳng ra ngoài kia là một cổng torii rất đẹp. À, đứng ở trên đây chụp những tấm hình cũng như là nhìn xuống vườn Nhật đây, có những cái cây tùng mà có những cái dáng nghiêng rất là đẹp đúng không ạ? Chủ đầu tư đã chọn và trồng ở những cái khu vực ven hồ đây, chúng ta nhìn thấy rất là xanh mát. Và phía xa kia có một cái tháp màu trắng rất là đẹp đúng không ạ? Đó là tháp đá biểu tượng của Nhật Bản hoặc là Trung Hoa. Ok, rồi chúng ta tiếp tục đi tới điểm tham quan ở cái vườn Nhật của cụm F10 nào. Đây là một cái cầu đỏ rất là đẹp được bắc qua cái hồ trong vườn Nhật. Đây một khu vực quá đẹp đúng không ạ?
Đứng ở đây chúng ta nhìn có thể bao quát hết cái vườn nhạc luôn. Và bên này là có một cái gần đá này và có thác nước chảy xuống rất là đẹp. Đó, em có thể quay máy về bên đó cho mọi người nhìn thấy. Rồi đi qua cái cầu đỏ này là một tiếp tục là mấy cụm nhà, tòa nhà ở trong phân khu Origami cũng hết rồi. Wow, rất là nhiều cây tùng được trồng ven cái hồ vườn nhạc này. Wow, đây là đứng ra đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái thác đá nó chảy nước rất là đẹp, một cảnh quan rất là xã và mát rượi đúng không ạ? Theo chân em Đạt nào, chúng ta cùng đi những cái hàng đá này để đi dài ra chỗ khu vực thác đá màu trắng này. Ở đây có phải là một cái điểm chụp hình rất đẹp đúng không ạ? Wow, rất là xịn sò. Một cái khung cảnh rất là nhạt đúng không ạ? Vườn, hồ cá, cầu đá, cổng story và trời nghỉ mát, tháp đá cao, cây tùng. Đó, tất cả những khung cảnh này là có đầy đủ cái hơi hướng vườn Nhật, phong cách Nhật ở cụm S10. Quá đẹp đúng không ạ? Wow, nãy giờ đi tham quan mà ở đây chưa có bán cái gì ăn hay uống hết. Thật là nóng. Nếu mà chúng ta muốn uống nước thì có thể vô các sảnh tòa nhà, nhưng mà mình muốn uống một ly cà phê thật chill để nhìn ra vườn Nhật này nè, thì ở đây có những căn shop này. Đó, chủ đầu tư bán dạo hàng vẫn còn, thì anh chị có thể đầu tư những căn shop này để bán cà phê, bán quán ăn sáng để cho quý cư dân hoặc là quý anh chị đến đây tham quan vườn Nhật sử dụng. Wow, mát quá. Bây giờ chúng ta đang đứng ở khu vực cụm S10, nhưng ở đây là ba tòa. Đây là tòa S10-03. Đó, và bên này là tòa S10-05. Còn đây là tòa S10-06. Đây, S10-06, ba tòa. Thì nội khu ở ba tòa này á, là chúng ta cũng sẽ có một cái vườn chơi trẻ em nha nhỏ ở đây. Đó, có những cái trò chơi có rồng rọc kìa, tu dây cho các em nhỏ nè. Rồi một cái trò chơi này cho các bạn có thể chạy trên đây. Và đây là cái sân chơi nè. Giờ hoạt động là từ 6 giờ cho tới 22 giờ. Đó, sân chơi trẻ em chỉ dành riêng cho con em quý cư dân dưới 12 tuổi. Đó, nội quy là có ghi đầy đủ ở đây. Đúng không ạ? Tức là những bạn nào hơn 12 tuổi là không được vào đây chơi nha. Không được dành sân của các em nhỏ. Ok. Bây giờ theo em Đạt đi tới đây tham quan khu vực sân thể thao nào. Chúng ta có những sân thể thao gì nè? Đây là khu thể thao phức hợp. Và thời gian cũng từ 6 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Cũng có đầy đủ bạn nội quy ở đây. Và đi sát vào đây coi chúng ta có sân gì đây. Đây là một sân tennis. Đây, một sân tennis. Và phía xa kia em nhìn thấy nè, một sân bóng rổ, hai sân bóng rổ, ba sân bóng rổ nè, rất là nhiều sân, có tổng cộng 4 sân bóng rổ, 2 sân bóng và có một sân bóng chuyền hơi nè, 2 sân bóng chuyền hơi luôn. Wow. Vậy là bên đây có rất là nhiều sân thể thao để cho quý cư dân sử dụng. À, rất là đẹp đúng không ạ? Sau những giờ làm việc thì chắc chắn những sân thể thao này là những chỗ để chúng ta có thể chơi thể thao, giảm stress để đỡ phải căng thẳng trong công việc đúng không ạ? Chủ đầu tư rất là tinh ý, trồng ven theo những cái bờ rào khung sắt và những cái hàng tre rất là mát mắt đúng không? Đây. Rồi, chúng ta tiếp tục đi đến khu vực chòi nghỉ mát. Đây là chòi thứ hai ở khu vực vườn Nhật. Wow, bước vô đây nào. Quá đã. Wow. Lại ngồi xuống đây tiếp tục.
À, ngắm cá thôi nào. Hiện tại thì chưa có cá thả vào đây. Nhưng trong tương lai ở đây cá sẽ rất là đẹp. Những con cá koi và những đàn cá koi sẽ được bơi lội trong hồ này. Ngắm qua bên kia là cầu đỏ. Bên kia là những đôi cây tùng. Đó, rất là mát. Wow. Thời gian bây giờ là gần trưa rồi nhưng mà không khí rất là mát mẻ, gió thổi rất là nhiều. Mát quá. Và đây là khu vực sơ đồ của hồ bơi. Phía trước em chính là hồ bơi rồi. Thì khu vực hồ bơi em nhỏ nè. Đây là cục số 1 nè. Chiều sâu là 0,6 mét nè. Còn khu vực số 2 nè, hồ bơi dành cho người lớn là chiều sâu là 1,2 mét nè. Có chiều bề rộng là 120 mét vuông. Còn khu vực hồ bơi người lớn là 460 mét vuông. Đó. Rồi, chúng ta đi qua đây xem để xem. Đó, khi mà đi vào hồ bơi thì chúng ta phải sử dụng vân tay chất vào đây là có thể đi qua được cái cửa này để đi vào trong khu vực hồ bơi. Nếu mà để có được vân tay thì khi mà nhận nhà là quý anh chị có thể làm chất khuôn mặt cũng như làm vân tay ở văn phòng phòng chủ được ban quản lý ở bên S702 á, là của bên phân khu đậu Riami là nằm ở khu vực đó. Thì về nội quy cũng như trang phục bơi hay là nội quy về hồ bơi thì đều có ở đây hết, tức là chúng ta phải mặc đúng theo trang phục bơi thì mới được vào, không được mặc quần jean hay là áo khoác này kia hoặc đồ lót, nó là mặc đúng đồ bơi, đồ nặng kính nặng này kia. Ngoài ra thì ở khu vực bên này chúng ta sẽ có cái chỗ để tắm lại khi bơi lên đó, cũng như là bên này là phòng thay đồ và có phòng y tế nữa. Đó, đi vào đây xem này. Chúng ta có thể đứng tắm lại ở đây đó, bơi xong rồi chúng ta có thể và trước khi vô hồ bơi thì chúng ta có thể đó tắm ở đó trước rồi chúng ta xuống hồ bơi. Là có phòng thay đồ nam nữ bên này đầy đủ, còn bên đây thì là phòng y tế, đây khu vực phòng y tế đó. Tiện ích ở trong khu vực hồ bơi thì quý cư dân F10 có thể được sử dụng. Và từ nãy đến giờ thì anh chị đã cùng em Đạt đi tham quan hết khu vực nội khu của cục F10 phân khu đồ Origami, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy tiện ích hồ bơi cũng như vườn Nhật rồi những trò nghỉ cây tùng tháp đá rất là đẹp hoặc là sân chơi trẻ em, thì đó chính là những cái thông tin để cho anh chị có thể tham khảo cũng như là các cư dân sắp về nhận nhà chúng ta biết được những cái tiện ích trong nội khu của mình. Và nếu anh chị cần mua shop đầu tư kinh doanh hoặc là mua căn hộ tại phân khu The Origami cùng F10 đó, hoặc là những phân khu khác trong dự án Vinhome Grand Park quận 9, có thể liên hệ với em Đạt theo số điện thoại 0931 344 222, em Nguyễn Đạt, số Zalo và Facebook cũng như là YouTube. Vâng, em xin cảm ơn.